Yo, hello, what's up, chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ bá đạo người chưa? Chào anh em game go mua điện thoại như mình đây, từ từ bá đạo. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước mà video cho anh em xem video vẻ đầu video, anh em xin like nhưng mà đăng ký kênh của channel phát triển nha, các anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cập nhật tình và các sự kiện mới nhất của game go mua điện thoại anh em. Đầu tiên thì hốt quà đó. Ok, như đây, bị cướp anh em. Phần bếp hôm nay Nami hơi lươn các bạn. Ừ, hôm nay Nami chơi lươn quá. Hôm nay tôi phát hiện Nami nhà mình lươn anh em, lươn giá ma luôn ý ạ. Sao lươn từ tôi sẽ nói cho anh em biết. Ok, chúng ta sẽ lâng tem độ chính trước nhá. Rồi ok, bạn dư thì mới lâng tem độ phụ. Nó biết ngay mà. Vừa đủ các bạn. Tính nợ 80 lên luôn anh em nhưng mà thôi. Đã biết bao giờ mới 80 đấy các bạn, lên luôn đi cho nó khỏe. 79 này. Đó, lên nhẹ nhàng anh em. Ủa, để tận 76 à? Để tận 76 lận các bạn. Ui luôn tận 75 à? Đấy ra. Quả này dư điểm tới lâng hơi vất vả đây anh em. Anh em tới lần hơi vất vả đây. Rồi ok các bạn. Ghé fanpage anh em nhé. Ok, đầu tiên ghé nhóm nha. Nhóm chúng ta đạt được 100 100.000 người đăng ký rồi anh em. Thế bảo lên Lami cho phát quà chắc tối nay phát anh em nhé. Tập này các bạn xem video cho phát rồi vì bây giờ năm dưới rồi, năm dưới tôi quay video. Thế bảo bố làm qua là mấy giờ, từ từ. Qua đi từ từ anh em. Cảm ơn Nami nhiều nha, code rất tuyệt vời. Ủa, code gì đây? Uầy, code gì đây? Ui hò hò anh em. Có play không tham gia kha, code này đâu? Không ông S33 mà nghỉ game rồi. Ọp, nào có quà về chơi lại người cày. À, sự kiện cosplay anh em, sự kiện cosplay. Uầy, không ngờ quả quà ngon nhờ. Thôi, mình cũng không tham gia anh em. Ừ, có đẹp mới này, hồi rất nhiều anh em đấy luôn. Để sự kiện cosplay anh em nhá. Ok, bạn đây có đẹp sự kiện cosplay. Ok, nhưng mà được cái fanpage chúng ta đạt 100k rồi. Mới là Lamy đã lên sự kiện mừng 100 gift code. Tối nay chiều gì tối nay sẽ có gift code mừng 100k anh em nhớ cái fanpage mà lấy. Ok bạn, tôi quay lại fanpage chính đã. Ok các bạn xem nào. Fanpage tiệc tùng. Rồi. Ơ. À. Hôm qua là thông báo là một cái là lúc đây, qua là đánh boss cộng với sự kiện này nữa mà mừng 1 tháng ra mắt. Mười... Ôi sao? Ơ. À. Hôm qua tôi nhớ là 4 dưới mà. 19 giờ ngày 18. U ở đâu? Trong 18 giờ 30 sự kiện mừng fanpage tròn 1 tháng này. Ơ ảo đấy nhờ. Ok anh em, làm tôi phải kéo lại video cũ đây bạn, video tối hôm qua này 16 giờ 30 ngày 19 tháng 11 mà. Ok. Robin lươn à? Một pha lươn cực kỳ lớn anh em. Chắc là do fanpage của chúng ta đạt 100k rồi anh em ạ. Chắc là do fanpage chúng ta đạt 100k nên là Nami đổi lịch luôn. Ok, và hiện tại khi các bạn xem được cái clip này của tôi thì các bạn ghé qua fanpage để lấy quà anh em nhé. Bây giờ tôi đang nguyên tác của đồng thêm cho anh em thêm. Nói chung là tối nay chúng ta sẽ có quà like share cộng với quà 100k group là hai phần quà anh em. Nghe hấp dẫn đấy nhờ. Đây vừa lên anh em vừa tròn 119 ngày 19 này. Sắp 100k thành viên rồi. Ok. Uầy. Thế với màu kênh tôi đạt được như này nhá. Ok, mấy quà thì thôi tôi đợi thêm nữa đấy anh em, đợi xem có quà tôi quay anh em coi luôn. Ok các bạn, đến hẹn lại đây anh em 18 giờ 36. Uầy, phải nói game uy tín nhờ. 5 phút chơi anh em, 1 tháng thành công, đạt mốc game. Ok, tham gia ngay, tiến hành thả tim comment. Thả tim và share comment cho kết thúc đặt mốc nhận quà. Đặt mốc nhận quà. Đặt mốc nào nhận quà mốc đó. Ok.
Cũng được các bạn. Chúng ta sẽ có bao gồm là 3 mốc các bạn nhá. Mốc đầu tiên là 10 ca lai và 5 ca xe sẽ được 200 belly và 200 kim cương, 10 mảnh ngen và 10 mảnh pero. Ở mốc 15 ca lai và 7 ca xe thì chúng ta sẽ 500 kim cương. Ok bạn, mốc 15 ca lai và 7 ca xe thì chúng ta có 500 kim cương, 10 một dương nguyên liệu tím, 10 mảnh pero và 10 mảnh nâu. Mốc 20 ca lai và 10 ca xe thì chúng ta có 10 mảnh mangalang, 10 mảnh pero pero, 10 mảnh mi hoắc, 10 mảnh no, 1 triệu belly, 1 ca kim cương, 10 một dương nguyên liệu cam. Sau khi kết thúc sự kiện sẽ keep code lên fanpage, có thể là spam để nhận quà. Thời gian thì chúng ta đến hết ngày 23, 4 ngày để tham gia sự kiện các bạn. Ok, hiện tại thì Uta đang bên ra mắt bên huyền thoại tạc, nên là hai tạc đại chiến này bên này cũng cập nhật luôn à. 1 tháng thành công để nhận quà đặt mốc. Ok anh em, khá là uy tín, vừa đến giờ thì quà lên luôn. Đó anh em đi tham gia, làm tôi hóng tưởng cốt các bạn. Ừ, ngồi đợi mòn răng, thôi về game anh em. Ok, về game và chúng ta cũng không hề có một món quà nào luôn anh em. Một ngày khá là tuyệt vời, không có đến một món quà nào các bạn. Mà rồi anh em biết rồi, hôm nay là ngày sự kiện gì các bạn cũng biết rồi, chắc tôi không phải nói nữa anh em. 100.000 người đăng ký group. Ok, ngồi đợi mòn răng, cuối cùng kết quả chúng ta nhận được về nó hơi chua chát các bạn. Rồi, tôi bắt đầu đi vượt đại trình thôi anh em. Tem đội lên à. Anh ba đâu? Đây, 400k rồi. Đấy, tìm đội chính nhà mình về 400k rồi anh em, cũng khá là ok đấy. Đấy, 400k rồi anh em. Ok. Tiếp tục nào. Ok à. Thế mà cái quái nào này hạ mất một cháu rồi anh em. Này đánh không đi à. Ồ, đi mất hai cháu luôn rồi anh em. Vậy đi team này vậy. Giờ thì đánh phải đi team này thôi các bạn. Đó, giờ đánh kéo team này thì kéo tem thôi. Pero pero kết hợp với dâu đen. Này không đi Kata bị hẻm nào không đi anh em. Ok, Kata bị hẻm nào mình không để ý nhờ. Sơ ý quá các bạn, sơ ý quá. Buồn bực thật sự các bạn, cảm giác thật sự buồn bực nha. Ngồi đợi như đúng rồi anh em, tôi đi tắm rửa ăn cơm luôn, xong giờ bảo lên đợi đến giờ để lên clip chuẩn cho anh em luôn, không mất công lên clip để sai lệch thì mất công. Thế mà như kiểu ăn quả lừa anh em, đúng rồi anh em, cay thế nhờ. Đợi quà Lamy và cái kết hết hồn các bạn. Nhưng mà thôi, chúng ta có tổng 3 sự kiện, 3 phần quà hấp dẫn, mà nói chung thì vốt mốc nào thì ăn mốc đấy thôi anh em, nói chung cũng được. Anh em tranh thủ tham gia like share nhé các bạn nhé. Ok, và chào tất cả anh em đang xem công chiếu bên kênh Từ Từ Bá Đạo. Ok, anh em cho tôi xin một like và một subscribe, cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Yeah, team này trong đấy mà kéo cũng bén gớm nhờ. Dầu đen nó hút mana phát là cả team nào và đánh hội đồng luôn anh em. Cứ thế dầu đen phát ulti như kiểu là ra lệnh cả hiệu đấy anh em, như kiểu cả hiệu đấy. Cứ thế dầu đen mà mốt ulti lên phát là như kiểu cả hiệu anh em, cả đám nào đánh luôn ạ. Đây, bắt đầu. Đấy, đây các bạn thấy không? Bình dâu đen ulti này anh hút mana cho đồng đội mà anh em. Ủa kìa, quả giảm mana đau thế. Nên là khi anh mở anh ulti là đồng đội sẽ đẩy nộ lại anh em. Đó lý do vì sao. Đúng kiểu đúng bài anh em, đấy. Đó đây không? Bắt đầu lao ulti. Dâu đen báo cờ hiệu phát là tất cả anh em nào đánh. Úi, đánh sấp mặt đội bạn luôn anh em. Ok, lượm quà. Tiếp tục trận tiếp theo nào. Ok các bạn, tiếp tục trận tiếp theo nào. Ồ, rip tới đen à. Căng nhờ, rồi đến đâu, phát cờ hiệu. Tất cả anh em nào vào, có mắt. Trời. Một khi cờ hiệu đã tung ra, ok kìa anh dâu đen. Bảo vệ anh dâu đen. Cố lên, bảo vệ anh dâu đen. Nó đâu, ulti nào, nó ơi. Không kịp rồi. Ây. Làm lại anh em, dầu đen bây giờ mà toàn là không có đội hình nào đi nữa đâu. Đội hình giờ tôi đang hơi yếu bạn, hơi mỏng cánh các bạn nha. Dầu đen mà toàn nghĩa là không ổn các bạn. Cố gắng giữ mạng cho anh dầu đen bằng cách nào cũng được các bạn, cố gắng giữ mạng. Đấy, đúng rồi, đau nào. Hội đồng. Úi giời, giờ tôi hiểu rồi. Hiểu sao này, tôi bị hẹo rồi anh em. Thì ra là vậy, đội bạn có anh em. Có tàu, có dâu trắng. Phục hiền các bạn. Mình chỉ kêu rip để phá khiến. Ui, lại zip tới đen.
Thế server anh em siêng zip thế nhờ. Phát lệnh rồi anh em nào tấn công. Đánh hội đồng nào, hội đồng. Nhanh lên nào anh em, nào vào múc nó. Đánh nó, chém nó, đánh nó đi. Rồi đây nào, phát lệnh tiếp. Đó. Ui giời, không kịp. Lại các bạn. Không được các bạn, không kịp. Không kịp, phải làm lại anh em. Chứ không thể để thế này được. Mất anh Jordan giờ là không có đội nào để đi tiếp anh em. Không thể thất thủ được các bạn. Làm gì làm, không được để thất thủ anh em. Đúng rồi. Nó động, ulti lên, đúng rồi. Tiếp tục, ulti tiếp. Hay quá, nhưng mà Jordan nhà mình chắc hẹo rồi. Biết còn chủ đường đâu không anh em, chứ thấy cảm giác Jordan nhà mình chắc hẹo rồi. Ui, biết mà. Cố gắng thôi bạn. Rồi, cố lên, nó đâu, ulti luôn rồi. Rồi, tuyệt vời. Ây, nó bút quá rồi anh em. Hay quá, chóng luôn. Hay quá. Lật đâu. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời các bạn. Tiếp tục nào. Có lên nào, toàn team quán, Jordan phát cơ hiệu, tất cả nó vào. Ui, ủa rồi. Kiraru anh em, đội bạn có Kiraru. Ừ, hay quá. Jordan đâu, kiếm đi, đúng rồi, hay quá. Đứa đi, đúng rồi, tuyệt vời luôn, tiếp tục, lần nữa, tiếp tục, nhanh lên. Căng thế nhờ. Căng đét luôn các bạn, thề căng giá ma luôn anh em. Đấy là mà vẫn không kịp anh em. Không kịp các bạn. Ôi, buổi chơi đây anh em. Nói chung hẹp heo rồi. Ok, video tối nay tôi kết thúc đây. Hẹn anh em tiếp theo nhé. Cảm ơn tôi theo video kênh Từ Từ Bá Đạo nhiều. Đừng quên like và share, đăng ký đón theo channel. Giờ thì bye bye mọi người.